Chào các bạn, đúng như dự kiến thì ngày hôm qua, ngày 22 tháng 9, Xiaomi đã ra mắt thế hệ tiếp theo của chiếc Xiaomi Mi 4 có tên là Xiaomi Mi 4C. Với sự nâng cấp đáng kể về cấu hình cũng như là thiết kế, chắc chắn đây sẽ là chiếc máy hứa hẹn làm mưa làm gió khi nó về Việt Nam. Hôm nay thì mời các bạn cùng theo dõi những thông tin tổng hợp về sản phẩm này. Giống như Redmi Note 2, Mi 4C cũng được chia ra làm hai phiên bản với hai mức giá khác nhau. Ở bản RAM 2GB, 16GB bộ nhớ trong nó có giá là 1.299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,6 đến 4,7 triệu đồng. Bản cao cấp hơn có RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB có giá 1.499 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng tầm 5,3 triệu đến 5,4 triệu. Như vậy là nó có mức giá tương đương với chiếc Xiaomi Mi 4 tại Việt Nam ở thời điểm này. Tuy nhiên khi về đến tay người tiêu dùng chắc chắn là sẽ cao hơn do phí vận chuyển cũng như là một số loại thuế thêm vào. Cứ cho là máy được bán tại Việt Nam với giá cộng thêm khoảng 1 triệu đồng cho bản cao nhất thì rơi vào khoảng 6,5 triệu đồng. Nó vẫn rẻ hơn nhiều với những sản phẩm đình đám như là LG G4, Samsung Galaxy S6 đang có giá chính hãng từ 11 đến 13 triệu đồng trở lên. Về giá thì khó có sản phẩm nào cạnh tranh nổi những chiếc điện thoại này. Mi 4C về cơ bản thì không có nhiều khác biệt so với Mi 4 và gần như giống hệt Mi 4i. Máy vẫn sở hữu thiết kế nhựa nhưng được tô điểm bởi các màu sắc cho người dùng lựa chọn như là trắng, vàng, xanh dương, hồng và đen. Viền kim loại trên Mi 4 đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vỏ nhựa. Chắc chắn sự thay đổi này sẽ khiến không ít người dùng thất vọng. Ngoài ra, máy có kích thước gần tương đương chiếc iPhone 6S gây sốt, nhưng màn hình 5 inch cho trải nghiệm về nội dung tốt hơn. Liên quan tới chất liệu trên chiếc Xiaomi Mi 4C, nhà sản xuất trang bị cho máy vỏ nhựa polycarbonate, dễ lau chùi và chống xây xước tối đa. Kích thước tổng thể của máy là 138,1 x 69,6 x 7,8mm với trọng lượng chỉ 132g. Khi có máy trên tay thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn về phần này. Cấu hình của máy dù là so với Mi 4 hay Redmi Note 2 đều là một sự nâng cấp đáng kể. Đó là Snapdragon 808 64bit, GPU Adreno 418. Đặc biệt, điểm số benchmark của Mi 4C được Xiaomi công bố là gần 58.000 điểm trong điều kiện lý tưởng, vượt trội hơn so với người tiền nhiệm là Xiaomi Redmi Note 2. Chưa dừng lại đó, Xiaomi trang bị cho sản phẩm của mình một màn hình độ phân giải Full HD, kích thước 5 inch, viền siêu mỏng do ba nhà sản xuất tên tuổi là Sharp, AUO và LG đảm nhiệm. Sản phẩm này nhấn mạnh vào khả năng hiển thị cực kỳ tốt ngoài trời và mỏng hơn 3% so với loại màn hình thông thường. Camera chính trên Xiaomi Mi 4C là 13 megapixel, sử dụng cảm biến IMX 258 của Sony, tích hợp khả năng lấy nét tự động đeo pha, hỗ trợ đèn flash kép chụp ảnh. Để minh chứng cho camera thế hệ mới của Mi 4C, nhà sản xuất Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều hình ảnh đẹp được chụp từ chiếc máy này. Liên quan tới camera selfie, Xiaomi đã đặt chiếc smartphone thế hệ mới của mình lên bàn cân cùng với iPhone 6 của Apple. Nhà sản xuất này khẳng định, với độ phân giải camera trước 5 chấm, Mi 4C cho góc chụp rộng hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn so với sản phẩm đến từ Tạp Khuyết. Với một cấu hình như vậy, đi kèm máy là viên pin dung lượng 3080 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0. Đặc biệt, máy còn được trang bị cổng kết nối USB Type-C, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi sạc pin cho máy. Dùng cổng USB Type-C khá mới, nên Xiaomi cũng sẽ bán luôn cả đầu chuyển từ Micro USB với giá chỉ khoảng 20.000 đồng. Mi 4C đi kèm với một tính năng phần mềm mới có tên là S-Tap. Tính năng này cho phép phản hồi với các lực ấn nhẹ vào cạnh của máy. Theo Xiaomi giải thích thì nhấn 2 lần trên cạnh máy sẽ thay thế nút back và ấn 1 lần thì sẽ chụp ảnh, tương tự như là phím chụp ảnh cứng của các điện thoại Sony. Xiaomi Mi 4C được cài đặt sẵn hệ điều hành Android Lollipop trên nền giao diện tùy biến MIUI 6. Tuy nhiên, Xiaomi đang hứa hẹn sẽ sớm cập nhật phiên bản MIUI 7 cho người dùng trong một vài tuần tới. Tất nhiên, các tiện ích đi kèm như hai SIM, cổng hồng ngoại hay là 4G thì đều xuất hiện trên chiếc máy này. Như vậy là lại một lần nữa Xiaomi chơi bài ngửa với các hãng sản xuất khác. Mi 4C là một sản phẩm có các thông số rất cao cấp, phần mềm hấp dẫn nhưng giá bán khởi điểm thì chưa tới 5 triệu đồng. Thông tin chi tiết về sản phẩm này các bạn có thể tham khảo tại website dilroaming.vn. Hiện với các bạn ở khu vực phía Nam có thể qua 4 showroom tại 390 Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, 602 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, 325 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình và 482 Quang Trung, quận Gò Vấp để đặt hàng từ ngay bây giờ. Riêng với showroom 352 Hoàng Văn Thụ và 482 Quang Trung, các bạn sẽ nhận được ngay một áo mưa thời trang khi mua bất kỳ sản phẩm nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.